Này, cả nhà. Hôm nay mình coi đi đặt lọc ớt tiếp cả nhà. Hôm nay mình đi xe. Hôm nay mình không có đặt gần nhà nữa. Hôm nay mình đi qua cánh đồng khác. Cánh đồng này người ta mới xạ nè cả nhà. Cùng đồng hành với mình là con xe. Nay mình đặt cái cánh đồng này nè cả nhà, gần gần quốc lộ luôn. Cả nhà xem nha. Trời chói nắng quá cả nhà ơi. Để mình coi đi xuống quay cánh đồng cho cả nhà xem nha. Cánh đồng này ta cũng mới vừa xả hả? Ở đây mình đặt dài vô trong kia. Dài trong có dài, dài 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 trong đó luôn cả nhà. Cái đặt không hết thì ngày mai mình đặt tiếp nữa. Bây giờ mình coi tranh thủ đi đặt lợp cả nhà. Có gì mai mình coi đi thăm mai mình coi quay lại cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình coi đi đặt đây. Hello, Minh Khôi chào tất cả các cô chú, anh chị em và các bạn gần xa buổi sáng nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Thôi, bây giờ Minh Khôi mời cả nhà theo Minh Khôi đi thăm Lò Bát nha. Rồi, tình giờ tới cái đầu tiên. Cái đầu tiên qua mình đặt luôn nè. Giờ đi thăm nha cả nhà. Cái đầu tiên mong rằng có nha cả nhà. Mình đi thăm một mình cũng hơi khó. Hai con nè cả nhà. Mình lại nghe góc đường nước giữa kìa cả nhà. Đường nước giữa cũng cái nữa. Đó sát bên rồi. Mình lại đó mình thăm mình quay cho cả nhà xem nha. Đó mình lội xuống đó. Rồi trong lợp rồi. Giờ mình để cái máy đây nó thấy chưa, nước dung dích trong cái lợp ở nhà. Giờ mình để cái máy đây mình xuống dưới mình thăm nha. Trời cả nhà ơi. Con ếch nè. Trời ơi. Ếch thì ếch bà, ếch ngàn năm. Ếch thì ếch ngàn năm nha cả nhà. Trời ơi trời. Ôi ếch ngàn năm của mình nè. Ôi nó lạnh con ếch đó trời. Ôi ôi. Cả nhà ơi. Hải hồn không. Ôi vô rồi.
ít, trời cũng ít. Rồi mình đi tiếp cái nhà ơi. Ôi sung sướng thiệt, sướng thiệt, có cái lợp này sướng thiệt chứ. Tới cái nữa. Mình cũng đặt lúc dưới kia kìa. Về chuyến này mình trời ơi, nó giống như trùng lợp rồi. Chuyến này xuống dưới mình quay cho cái nhà xem luôn. Cái máy nó hơi lắc, cả nhà xem thông cảm nha. Thì mình phải lội xuống cái mương này nè. Đó, mình lội xuống cái mương này qua. Mình thấy nó cứ dít nước này như cái nãy vậy đó. Có hai con à. Ừ, cái nãy mới phê. Hai này không bằng nãy rồi, hai này nhỏ hơn nãy rồi. Thấy có nhích tưởng phê như cái hồi nãy ha. Ừ, cái nãy đã vậy trời. Giờ mình lên cái hình tới đó mình dỡ cho cả nhà xem nha. Đi bơm nước hả? Ôi ơi. Chạy qua luôn. Mình người đó người ta đuổi cò chạy qua cái lợp luôn rồi. Ôi. Qua cái này mình đặt chơi nè. Mình bay qua cái mương. Bay qua. Bay qua cái mương. Đặt chơi mình cũng được hai con nữa nè, chứ không chơi đâu. Qua bỏ chơi chỗ này. Thử nó chạy không. Vậy mà cũng được hai con. Cái này hôm qua không có bao ni lông lại. Có mấy con à? Rồi thăm cái này luôn, qua đặt quay điện thoại là cái gì? Hả? Quay điện thoại vậy? Pin gì vậy? À, quay pin. Hôm kia có thăm rồi, sáng mới thăm. Sáng mới thăm. Rồi. Qua mình chơi đặt đây luôn. Đặt thử mai mốt cũng biết đặt. Trời ơi. Đã nghe. Ba con. Ừ. Thôi qua đặt chơi gì mà cũng không chạy nữa. Chứ mấy cái này ai đặt? Vậy hả? Ồ vậy là có rồi đó, rớt mương rồi là có rồi đó. Biết sao không? Mình qua tôi không có cầm cây á. Thì nó tung. Nó nặng đều triệu luôn nè. Rồi đã thì chứ. Mấy cái chỗ mà đặt thiệt thì nó không chạy. Ừ. Mấy chỗ tôi đặt chơi chơi gì mà nó chạy. Ba con. Ừ. Cái này báo được nhiêu tí? 70, 80. Ừ. Nhà không ở đâu? Lộ chứ. 87 hả? Lộ này, lộ này nè. Ừ.
837. Anh đâu vậy? Trên xã Nhân Ninh nè. Ừ, mà ở đường Kinh Ngàn Dếp này nè, sát bên nè. Ừ. Cái này mình phải lội qua một cái đìa. Thấy nó nhảy nhảy bển không biết được mấy con. À, thấy ba cái đầu. Ba cái đầu được ba con rồi đó. Giờ mình lội qua cái đìa. Đìa này sâu lắm. Mà nó lặn. Nhổ cây cho người ta. Để chú ruộng chữ chết. Bốn con, năm con. Gì cũng được năm con nữa. Trốn rồi. Năm con này không có được bự. Có một con bự kìa. Giờ mình lội ngược lại. Tới cái tiếp tục. Hôm qua mình khu queo sao về nước không mà trời. Giờ cái này mình phải lội nữa nè. Cái này qua sâu lắm. Lúng. Rồi xong. Ôi cả trời ơi. Hỏi có hay không thôi. Ước thì không thành vấn đề. Phải không cả nhà? Ước gì lát về tắm. Nó có. Hai con. Trời ơi. Nó cũng biết mất cỡ nữa, mình quay chỗ nào có nó trả lời đó. Ông chủ ruộng này sao ông không chắc mồi. Nước nhóc hết rồi. Làm nghề có nghề nào sướng đâu. Cực mới có tiền. Rồi còn có khoảng 4 cái hay 5 cái nữa là xong. Rồi Minh Khôi đã đổ ếch ra nè cả nhà. Đây một đêm của mình nè. Nói chung là nay nó không chạy không bằng hôm qua nhưng mà cũng khá. Có một cái lợp hồi nãy cả nhà, chạy ba con mà thành tinh luôn nha cả nhà. Con nào nói là quái vật. Gọi là quái vật luôn. Để mình chào anh em cái. Hai chào các bạn nha. Cho cả nhà xem nè. Đây này, mình chưa dám bắt ra nha cả nhà. Ba con. Cái này là hai con quái vật chứ không phải không có hết. Thành quái vật chưa? Thành quái vật rồi. Còn mình đâu mà mình bắt ra mà coi có nành chưa? Không, như em nghĩ hai con này phải nửa ký. Nửa ký có hơn.
Một con nửa ký hả? Hai con. Con khỉ á, một con tệ lắm cũng 300 gram ta lên. Thì đó, 300-400 gram. Nó là khoảng đó đó, khoảng đó đó. Hai con khỉ nửa ký lên tới cái như đây, ba con này phải 700 gram nữa. Mày ghê không? Để mình bắt ra cho cả nhà xem nha. Bán xong bán chết hả? Ừ. Ôi nặng hết hồn Giang ơi. Thiệt, có 700 gram là em nói có hơn, nói là mình nói cho có đi. Chứ thật sự là hơn nữa. Giỡn không lẽ giờ lấy cân cân chứ. Thiệt, em bao anh 700 gram á. Phải không? Ừ. Cá bao nhiêu? Cá gì cũng cá. Rồi chơi bị luôn. Để ta vô tao lấy cân tao chạy. Ừ, 700 gram ăn lên. Cả nhà đợi mình tí nha cả nhà. Đây cái lồng không, đây là cái lồng không nha, mình sẽ căng lên cái căng 100 kg. Khoan khoan từ từ. Đây mình sẽ bỏ lên cái căng 100 kg nha cả nhà. Đây. Đây cái căng đồng không khí 200 gram. 100 gram đúng. 150 gram đúng. 200 gram. Một khía hả? 200 gram rồi. Ok nha cả nhà. Cũng như là ừ đúng rồi đúng rồi. Một khía là 200 gram. Ok nha cả nhà. Mình sẽ bỏ con ếch, ba con ếch cho một cái lồng này luôn luôn căng luôn cái lồng nha cả nhà. Một ký đúng. Một ký yếu là 900 gram, 900 gram thì cho 200 gram là 700 gram nha cả nhà, là mình nói đúng nha cả nhà. Một ký đúng ký chứ cô. Yếu một khía. Trời yếu luôn, yếu tới luôn. Anh lại lên coi. Chả mắt luôn kìa. Không có, anh lại coi kỹ lại đi. Em giờ là 900 gram, 900 gram. 900 gram. Trừ cho 200 gram là ra 700 gram. Khoan để tao quay gần lại cho cả nhà xem. Ừ. Đó, yếu một gạch thấy không? Đúng luôn ký luôn nói sao ạ? À? Anh ngồi ngay đây đi, anh đừng có cãi, em nhìn chính xác nè. Rồi. Trời em cân cá ngàn con gà. Rồi để mình bắt ếch ra cả nhà. Cho cả nhà xem luôn. Có ba con ếch mà lấy cái cân 100 kg cả nhà. Mà lấy cân tiểu liên có thể là 8-9 gram luôn á. Ờ. Thì chú bộ. Ừ. Quá trời mà có con này, tại con này nhỏ nè. Con này nó nhỏ so với hai cái con này nè. Đúng rồi. Chứ thật sự là nó bự mà. Đây quên rồi. Bỏ đây luôn đi. Thôi, bỏ anh đi, bỏ anh đi cân. Bỏ đâu cũng được. Bỏ đó đi lắc cân. Ừ. Quên nữa. Bỏ đi lắc cân. Cá là thua Trang rồi. Trời cá ơi. Là tao lấy cái cân nhỏ tao cân chứ ngu à. Em bao anh đúng không? 700, 7, nói chung là khoảng 750 rồi. 700 được con ếch nó nhắm sòng luôn. Đây cái nhà. Con quái vật. Con đó là con quái vật. Con này là con quái vật nha cả nhà. Ôi ôi, nó già luôn. Hình tinh coi nó có răng nanh không? Đúng con quái vật luôn á. Con này nè. Con này cũng quái vật nè cả nhà. Chết người rồi. Mở 2 giây hả? Hay 1 giây. Lận 2 giò nó qua 2 vòng quá. Nó nói sao mà nó quấn vô đây luôn rồi. Có đứa thuốc rồi, mượn đứa thuốc rồi. Đưa đứa thuốc rồi. Đưa đứa thuốc mới chắc cứu. Trời nó gán, nó kéo, nó sợ. Không có, hết. Nó vậy nó mới cháy được. Phải không? Ừ. Nó sợ hết đứa thuốc của nó hay vậy á. Rồi. Đứng cộng à. Dục luôn đi, còn gì nữa hốt. Bỏ luôn cả nhà. Ở trong lanh luôn, nó bị bầm cho đó luôn rồi. Kệ đâu sao. Nó nằm đưa cái đầu nó lên. Không ra nổi luôn à, con ếch gì không ra nổi luôn cả nhà. Để ai bự lên cho bé coi đi. Hai bạn bự. Nó không ăn. Ăn là tao để rồi. Quá giật rồi. Mà nó không kéo mà nó không gà nổi luôn cả nhà. Đưa bàn tay anh vô, lật đưa bàn tay anh vô cho các bạn xem. À, con quái vật thứ hai. Con này thành tinh luôn rồi. Lật ngược lại nó mới bự. Ừ. Ấy hầu cả nhà. Quá trời quá đất con ếch. Rồi cho nó vô luôn. Đưa cái bàn tay vô, bít bàn tay luôn á. Dư hai bên luôn nè. Nhức gân ếch này thiệt chứ cái nhà.
Ủa anh Hiếu hôm nay xuống không? Đi hay đi ngoài rồi. Không, nó đi giấy. Rồi cả nhà. Đây. Bữa nay tính thất mà không có thất cả nhà. Nhờ được hai ếch trâu. Gọi là trâu luôn chứ không nói gì. Quá đen à. Giống đây mọc cả em á. Nó đây cả em á. Giống nó mọc nanh luôn đó cả nhà. Đây vậy mình dừng clip đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà cái video sau nha. Bye bye.